Good morning. Chào cả nhà. Cả nhà ơi, trời buổi sáng á, nó hơi mát mát á cả nhà. Bây giờ mình đi ra mình thu hoạch, tìm kiếm coi mình thu hoạch bữa nay coi được mấy trái dưa leo ha. Đó, bây giờ mình đi kiếm dưa leo nha cả nhà. Dưa leo với cà chua nha. Để mình quay qua. Đây này cả nhà, dưa leo nè, quá chừng dưa leo luôn cả nhà. Đó nè. Đó. Bữa nay mình thu hoạch nhiều dưa leo lắm nha cả nhà. Đây nữa nè. Trời ơi. Đó, đầy ở chân dưới này luôn nè cả nhà ơi. Ôi quá chừng luôn. Đó, đây nữa nè cả nhà. Trời ơi. Nhiều ghê luôn. Bây giờ mình hái dưa leo thôi cả nhà ơi. Quá chừng luôn, thấy ham luôn ha cả nhà. Đây nè. Trời ơi, thấy ham luôn ha cả nhà. Trời, bữa nay 5-6 trái luôn á cả nhà. Thích quá. Đó, bữa nay em ra hái được nhiêu đây nè cả nhà. Trời ơi, thích quá luôn cả nhà ơi. Đó. Quá chừng dưa leo luôn. Với cà. Đó.